cho hai đôi một tràng pháo tay ạ. Rồi ra ngoài rồi. Tiếp tục. Cố Xanh có chiến thuật rất rõ ràng, bị chênh lệch nhau hơn 40kg, vậy bởi vậy có cái chiến thuật đánh các cái kỹ thuật sang sau. Trận đấu tiếp tục. Lúc 3:04 hiệp 1 với kỹ thuật đánh ngã ngửa đối phương đô Vũ Văn Xưởng và câu lạc bộ Quý Võ thắng cuộc. Hàng cân trên 87 mời Nguyễn Hùng Kỳ, Linh Bình, Nguyễn Thế Cử, Vĩnh Phúc vào ghế. Trọng tài Phí Hữu Tình, Nguyễn Xuân Hoàng, Thạch Công Minh. Đô Nguyễn Hùng Kỳ của Linh Bình khố đỏ gặp Nguyễn Thế Cử Vĩnh Phúc khố xanh, hai đô vào sới, hai đô xe đạp. Hai đội chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Trọng tài nhắc hai đôi thi đấu tích cực, trận đấu tiếp tục.